Rồi con giờ bữa nay con làm gì vậy? Con học bài. Ừ, học bài, con đọc bài hả? Nha. À, ok. Rồi, đọc đi. Con. Gì cả? Con cúc này. Con gì? Con rồi. Thế bà có chúc ba bi em ba bi lấy cái thùng ba gần này. Ừ, chúc ba lấy cái thùng rồi bác. Bà phải nói là con mấy tuổi. Nói tuổi gì cơ? Con mấy tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi vậy? Con Tối. với con đi đi lớp 1. Ừ. Tối ngày mấy tuổi mấy tuổi? Ask the dog. I can read. Hai đi tối học bài, phải đọc bài. Tuần lễ động cuốn. Tim looks up. It is June. No June. Phải có cái period này nè, cái đoạn này nè. Con stop little bit. Nhớ chưa? June. Likes to fish at the dock. Tim gets the backpack. Là gì con? Là mình hold cái backpack to school. Là mình đeo cái ba lô đó. Cái ba lô. Backpack. Tim packs a kit. A kit là gì ba? Kit là cái đồ mà để câu cá. Ừ. Kit. Cap. And rod. Rod là gì cũng biết không? Không biết. Là cái cây để câu cá. Đó. Cái fishing rod. Quack, rabbit, ribbit, ribbit, quack quack. Nè quack quack. Và lúc chỗ view dịch đó nữa nè. Quack quack. Đi chỗ cái ô dịch đó nè. Quạc quạc. Nó kêu là vậy cho ba đi về. Quạc quạc. Với cái đa thì là vậy đó. Với mom nè. Quạc quạc. Với con baby của thầm. Quạc quạc. Với chỗ cái ăn của small like this nè. Quạc quạc. Sao sợ quá vậy? Tim and June jog on a cobweb. Good. Và cobweb là gì ba? Cobweb là cái đường nó có cái mấy cái cục đá gì nè, thấy không? Yeah. Nó cobweb. Yeah. Cobweb. Path to the dock. Dock là gì ba? Dock là cái chỗ mà nó ngồi nè, ha. Dock là cái này. Cái này có giống như cái bridge gì đó, con cái cầu á, cái ngồi có cái nước, ở dưới là nước, ở trên đây là cái giống như cái cầu vậy đó. Ngồi đó con câu cá. Thấy không? Đó là cái dock. Good night, I go sleep. No, đọc chưa xong mà you're sleepy. Okay, xong rồi. Này, tiếp. Tim and June kick back. They skip. But skip the lemon. Skip on. Skip to the Disney floor. Skip là nhảy á. Skip là nhảy ba. This. Nó phải skip là vậy đó ba. Skip là nhảy ba. Oh. Skip rock này là biết gì không? Skip rock này là để nó là giống như chọi cục đá xuống nước vậy đó, hiểu không?
Tại cục đá nó mới châm cho mặt nước vậy nè. Nó nhảy cho mặt nước, gọi là skip. Nè. Skip vốn trên trên body đúng. Skip là gì? Rocks and jab. No, đọc lại. Chữ đấy là cái gì? Abby Gabby. Gabby chap đâu. Nhiêu nhiêu Gabby. The Abby Gabby. Last one. June looks said Tim the rod Bob's quick Tim you can do it. Look, it is a big catfish in June. Catfish gì? Đọc lại. Catfish, catfish là gì nữa? Catfish said June. Nãy con nói gì ba? Nãy con nói in. Ok, con chạy con. Chúc con đọc hàng thế á. Tim, you can do it. Look, it is a big catfish in June. Nãy con bán con hàng này cái này. Nãy con nói hàng này. In June. Catfish said June. Hoàn chưa? Hát chưa? Yeah. Con nói nữa. Who are the characters? Tim and June. Yes. Tim and June, huh? Tim and June. Yes. Okay. What is the setting for the story? Go to fish. Come on. Go to fish, yes. Go to fishing. Yeah. What does Tim pack in the pack bag? What did he pack? What is his in his backpack? A trong... catfish. No. Đọc lại, lật lại coi. Nó có gì cả. Rồi, này hả? Nấp. Này hả? Là cái gần trước á, gần trước. Tim looks up it. Tim gets the backpack.